À, chào các bạn, chúc mừng xuân năm 2022 ha. Hôm nay là mùng 4 Tết thì có một bạn dễ thương lắm ủng hộ Hoàng cây đàn CA17 và bên Hoàng giao luôn trong buổi tối mùng 4 này luôn cho nó nóng sốt. đây là cái cây đàn CA17 ha. Còn khá là đẹp. Rồi bây giờ Hoàng sẽ cho nó lên xe và giao đi cho anh bạn ở quận 7. Bây giờ cũng là 9 giờ mấy tối rồi đó. Tết năm nay tụi mình cũng đi du lịch không à? Cũng không còn thói quen là mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy gì nữa đâu. Giờ chắc chúc online rồi mọi người dành thời gian cho gia đình là chính và đi trải nghiệm, bởi vì trong năm bận bịu quá không có thời gian đi đó. Hoàng nghĩ là mai mốt đây là sẽ là xu hướng chung á, là Tết là người ta sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, bớt hướng ra bên ngoài mà hướng vào bên trong. Bên trong của cá nhân mình và bên trong của cái phần hạnh phúc gia đình của mình á. Đó, cũng lâu rồi Hoàng không có đi giao đàn trực tiếp như thế này. Hôm nay rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà đầu năm có một người ủng hộ để Hoàng cũng được đi giao đàn để quay clip gửi đến cho các bạn xem, để các bạn có cái không khí, để có các bạn có một cái niềm hân hoan đầu năm ha, cho cả Hoàng, cho tất cả các bạn. Thank you.
em. Dạ, dạ từ học. Giỏi quá. Các bạn nghe thử các bạn gái đó đánh đàn chưa? Các bạn đó tự học nha các bạn. Tự học á. Bây giờ chỉ cần là chỉnh sửa chút nữa là bạn đã giỏi luôn đó các bạn. Bởi vì sẵn á là có tố chất hay có khả năng tự học được này. Và cái thứ hai là bạn nó rất là mê thì mới tự học được. Hai cái đó ghép lại bây giờ chỉnh chút xíu nữa thôi là bạn đã sẽ xuất chúng đó. Rồi, thế chúng ta cũng mua một cái đàn về enjoy giống như bạn đó. Đơn giản lắm các bạn, học đàn đơn giản lắm, không có như mọi người nghĩ là nó khó đâu, đơn giản lắm ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Hoàng, cảm ơn các quý khách hàng đã ủng hộ bên Hoàng. Thế năm mới 2022 kính chúc tất cả mọi người năm mới thân tâm an lạc ha. Có an sẽ có lạc, mà lạc thì sẽ có tuệ ha. Chúc các bạn năm mới thân tâm an lạc. Cảm ơn các bạn.